Chuyện là thế này, hôm qua thì tự nhiên mình cảm thấy thèm ăn gan bò kinh khủng ấy. Sớm hôm nay ấy, mình ngủ dậy rất là sớm, chạy luôn ra chợ để mua gan bò. Dự định là chỉ mua gan bò thôi, nhưng nhìn cả chợ thì còn một quả tim duy nhất, cho nên là mình mua về để nấu ăn luôn. Mà cũng hay nha, mình đi chợ thường xuyên thì không bao giờ gặp bán tim bò đâu, mà hôm nay thế nào may lại gặp. Mình nhớ là ấy, mình ăn tim bò là từ ngày còn ở Việt Nam ấy, từ ngày sang bên này thì chưa bao giờ mình ăn tim bò, và đây cũng là lần đầu tiên luôn. Rồi, tim bò thì mình sẽ rửa thật sạch này, sau đó thì mình sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn như thế này. Mà hôm nay thì lại mua được quả tim tươi lắm luôn, vẫn còn máu ấy. Sau khi đã thái ra như thế này thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa muối trắng, bóp đi bóp lại để cho nó hết đi cái mùi hôi này, với lại cái máu đông ở trong quả tim ý, nó sẽ sạch. Rửa lại với nước khoảng 2 lần. Mình thì trong nấu ăn hơi khó tính, ăn uống cái gì ấy cũng phải rửa đi rửa lại với muối, nó cũng như là một thói quen đấy mọi người ạ. Phần ướp thịt bò thì mình sẽ cho vào đây 2 thìa muối, tỏi băm ấy mình cho vào đây khoảng 1 thìa, bóp đi bóp lại và để ướp trong khoảng 15 phút. Sorry mọi người nha, mình thì không có tiện đeo bao tay ấy. Đây là gan bò, gan thì mình đã được trần qua với nước muối để thải bớt cái chất độc ở trong gan ấy, mà gan này ăn nhiều là cũng không có tốt đâu, nhưng mình thì thỉnh thoảng mình ăn thôi. Tương tự thái gan ra từng lát mỏng và mình cho vào cái bát tim vừa nãy, trộn đều lên vì trong này đã có tỏi với muối rồi. Hôm nay thì mình sẽ xào món này với hành tây. Hành tây thì mình sẽ thái ra hình múi cau. Cái này thì ngày xưa được ăn ở Việt Nam rồi, cho nên là bây giờ vẫn còn nhớ để nấu được. Nhà còn chút cần tây, mình sẽ thái để cho vào cùng luôn. Mình ăn cay, mình thái lát mỏng 2 quả ớt cho vào. Món này thì cũng quá là đơn giản, chắc cũng không còn xa lạ gì với tất cả mọi người, nhưng dù sao thì mình vẫn muốn chia sẻ. Đây là giá đỗ, lát nữa mình sẽ cho vào để xào cùng luôn. Công đoạn nấu này thì cũng như bình thường, mình sẽ làm nóng chảo và sau đó thì cho tỏi vào phi thật thơm lên. Tỏi đã thơm rồi thì mình sẽ cho cái phần tim bò và phần gan bò vào, đảo đều lên này, mình đun với lửa lớn. Xào tới khi cái phần tim nó chín tới thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa dầu hào để cho nó đậm đà và có cái màu đẹp hơn. Xào tim gan này thì rất là nhanh mà không có xào lâu quá, tại vì khi mình xào lâu nó sẽ bị dai và cứng, ăn sẽ mất ngon. Để chín tới thì ăn sẽ rất là giòn và ngọt. Rồi, khi thịt bò chín tái như thế này thì mình sẽ múc để riêng ra một cái tô. Cho tiếp phần hành tây, cần tây, ớt vào xào. Cái này thì xào qua qua lên là được. Tim và gan bò thì có rất là nhiều cách để nấu, nhưng mình thì mình thích ăn nấu theo cách này nhất. Phần giá đỗ thì lúc này mình cũng đổ vào đây để xào lên luôn. Mình giải thích là tại sao mình phải xào riêng ra như thế này, tại vì cái phần tim bò ấy mình chỉ xào qua thôi, mình cho vào xào cùng luôn thì nó sẽ bị chín quá. Lúc này thì mình mới đổ cái phần tim vào và đảo thật đều lên, rắc vào đây thêm một chút hạt tiêu để ăn cho thơm. Vì vừa nãy thì mình có ướp muối vào tim rồi nên là bây giờ thì không cần phải cho muối. Nếu có hành lá cho thêm vào đây thì cũng sẽ rất là ngon, nhưng nhà mình hôm nay thì không có. Vậy là cũng đã xong rồi, nhìn cũng rất là ok phải không mọi người? Cái bụng lúc này là cũng đói rồi, giờ thì đi ăn thôi. So, see you on the next video. Please like and follow me a Facebook. You cannot my food and my life in Malaysia. Thank you so much.